Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 12 năm 2019. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Châu Đốc hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội năm 2020. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận phường Châu Phú B tổ chức đoàn đến thăm Thánh đường Hòa đạo Châu Đốc nhân mùa lễ Giáng sinh năm 2019. Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức đêm văn nghệ giao lưu chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Phóng sự không khí đón Giáng sinh của bà con giáo dân thành phố Châu Đốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội năm 2020. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội năm 2020, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Châu Đốc xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội năm 2020 với các nội dung: bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, tăng cường kiểm soát xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân năm 2020, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân năm 2020, huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân, tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm, các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá khích lệ sản xuất, sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản của địa phương, thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành từ thành phố đến cấp xã phường, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. Thời gian triển khai thực hiện từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 25 tháng 3 năm 2020. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận phường Châu Phú B tổ chức đoàn đến thăm Thánh đường Hòa đạo Châu Đốc nhân mùa lễ Giáng sinh năm 2019. Tại nơi đến, lãnh đạo phường Châu Phú B đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp đến các linh mục, mục sư và đồng bào giáo dân trên địa bàn phường một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những thành tựu đã đạt được có sự đóng góp nhiều mặt của đồng bào giáo dân. Lãnh đạo phường cũng bày tỏ mong muốn các chức sắc và đồng bào giáo dân tích cực hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Tối ngày 22 tháng 12 năm 2019, Ban chỉ huy quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức đêm văn nghệ giao lưu chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019, 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Chương trình văn nghệ được diễn ra với các tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi về truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các tiết mục đã tái hiện về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ, về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng, tinh thần đoàn kết, hăng say lao động của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh giàu đẹp. Cùng với đó là những ca khúc điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và tình cảm quân dân đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng của đơn vị, tăng cường sức mạnh khối đoàn kết toàn dân. Qua đó góp phần giáo dục và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác.
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Quân vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Chí Tâm, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Quân, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 43,24m², với kinh phí hỗ trợ xây dựng là 35 triệu đồng từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tết Quân dân năm 2020 với chủ đề lực lượng vũ trang địa phương thành phố Châu Đốc phát huy truyền thống đi dân nhớ ở dân thương. Qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, chăm lo và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bà con có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, có được ngôi nhà khang trang, hưởng một mùa xuân đầm ấm bên gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020. Trường Mẫu giáo Qua Hồng vừa tổ chức hội thi bé với môi trường xanh cấp trường năm học 2019-2020. Tham gia hội thi gồm có các trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi, mỗi trẻ vẽ một bức tranh về môi trường xanh sạch đẹp. Nội dung tranh phù hợp với độ tuổi của trẻ, bố cục hài hòa cân đối, khuyến khích sử dụng nguyên vật liệu mở. Thông qua hội thi nhằm giúp cho trẻ nhận thức được thế nào là môi trường xanh sạch đẹp và biết lợi ích của môi trường xanh đối với cuộc sống hàng ngày. Từ đó giúp trẻ biết yêu thiên nhiên, biết cảm nhận cái đẹp của giáo dục trẻ, ý thức bảo vệ môi trường. Từ đó giúp trẻ biết yêu thiên nhiên, biết cảm nhận cái đẹp và giáo dục trẻ, ý thức bảo vệ môi trường, giúp trẻ phát triển năng khiếu tạo hình, trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và tư duy của trẻ. Qua đó tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh về các hoạt động của nhà trường và tăng cường sự phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Kết thúc cuộc thi, ban giám hiệu nhà trường đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích. Đoàn thanh niên phường Vĩnh Quân vừa tổ chức buổi giao hàng không đồng với phương châm ai thừa thì cho, ai thiếu thì nhận. Gian hàng đã đem lại niềm vui cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Để có được nguồn quần áo cũ, đoàn thanh niên phường đã vận động người thân, các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn. Gian hàng không đồng không chỉ giúp đỡ kịp thời cho người nghèo khó khăn mà đã trở thành địa chỉ tin cậy để những tấm lòng hảo tâm gửi gắm tình thương sẻ chia dành cho cộng đồng xã hội. Trong năm 2019, đội quản lý trật tự đô thị thành phố Châu Đốc đã tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị, lòng đường vỉa hè, xây dựng Châu Đốc ngày càng văn minh, xanh sạch đẹp. Qua đó, đội đã nhắc nhở 1.976 lượt trường hợp buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, di dời giải tỏa, 1.245 trường hợp đặt để hàng hóa, chậu cây kiểng, bàn ghế, đá trên vỉa hè, tháo dỡ 149 trường hợp làm mái che, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên vỉa hè, xử lý 549 trường hợp vi phạm, giao Ủy ban Nhân dân phường đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, làm cam kết 150 trường hợp, lập biên bản 11 trường hợp. Việc lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định như đường Trưng Nữ Dương, Tân Lộ Kiều Lương, Phan Đình Phùng, Châu Thị Tế. Mỹ quan đô thị được cải thiện, các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường được hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức cá nhân kinh doanh được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, dạo quanh các tuyến đường ở thành phố Châu Đốc những ngày này, không khí Giáng sinh và đón chào năm mới 2020 hết sức rộn ràng. Qua hình ảnh những máng cỏ xinh xắn, cờ hoa, ngôi sao hay đèn trang trí đủ màu, thì người dân thành phố nói chung và đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố Châu Đốc nói riêng đang chuẩn bị đón mùa Noel năm 2019 này với ước nguyện một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc đến với mọi người mọi nhà. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự không khí đón Giáng sinh của bà con giáo dân thành phố Châu Đốc. Lễ Giáng sinh còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh Noel, là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời. Ngày lễ được chính thức tổ chức vào ngày 25 tháng 12, nhưng thường được diễn ra vào tối ngày 24 tháng 12. Những ngày trước lễ, nếu đến các xóm đạo ở thành phố Châu Đốc, đâu đâu cũng lộng lẫy ánh đèn và hình ảnh trang trí đón Giáng sinh. Nhiều gia đình tại đây đã trang hoàng nhà cửa bằng ngôi sao, máng cỏ hay hang đá với tiểu cảnh Chúa Giáng sinh, đèn chớp đủ màu, người lớn thì tình nguyện đến nhà thờ trang trí thánh đường, trẻ em tập văn nghệ chuẩn bị nghi lễ trong đêm Giáng sinh. Đêm đến, những xóm đào trở nên lung linh hơn với ánh điện nhiều màu sắc. Cũng như mọi năm, những đêm trước Noel thì tại nhà thờ có những buổi tập dượt chuẩn bị đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh của toàn thể thành phần bà con giáo dân trong giáo xứ Châu Đốc. Đó là không khí rộn ràng của ca khúc Jingle Bell cùng với những vũ điệu của các bé thiếu nhi hay những hoạt cảnh, những vở kịch xoay quanh chủ đề Giáng sinh. Ai ai cũng háo hức tập luyện kỳ công cho tiết mục của mình. Nhà thờ giáo xứ Châu Đốc về đêm lung linh với con đường ánh sáng dài hàng trăm mét được chuẩn bị kỳ công từ nhà thờ lớn
tới các hộ gia đình, tất cả như đang khoác lên mình chiếc áo lấp lánh trong ngày lễ. Mặc dù chưa phải ngày lễ chính, nhưng dòng người đã đổ về giáo xứ Châu Đốc để tận mắt chứng kiến sự chuẩn bị công phu cho mùa Noel và đón chào năm mới 2020. Ấn tượng mạnh nhất cho bất kỳ ai đến với nơi đây chính là hang đá, được tạo thành từ đôi tay khéo léo của những con chiên giáo dân mến Chúa. Với đồng bào Công giáo, Giáng sinh hàng năm là lễ quan trọng. Vào dịp này, bà con giáo dân giáo xứ đều có sự chuẩn bị rất chu đáo. Những hoạt động đó đã góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong thành phố. Hàng năm thì đến ngày 25 Noel của trên toàn thế giới thì tất cả những người có đạo Thiên Chúa thì chúng ta đều được hân hoan để đón mừng ngày Giáo Chúa Giáng sinh. Thì riêng về giáo xứ Châu Đốc thì trước đầu tuần tháng 12, đầu tháng 12 thì cha sở và những cha phó đã động viên giáo dân đến để chuẩn bị tinh thần, tâm hồn và đón bên ngoài như bên trong. Riêng bên ngoài thì chúng ta thấy đó là trước toàn thể nhà thờ và trước đèn, những đèn đường đó thì đèn tre, đèn ngôi sao. Nhà thờ thì những hang đá rất là đẹp. Thì riêng giáo dân thì phấn khởi và nấu nức để đón ngày chờ Chúa Giáng sinh. Nhà thờ Châu Đốc tọa lạc tại số 120 đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, nằm trên trục lộ đường giao thông du lịch Châu Đốc - Núi Sam. Phía trước là ngã ba sông Hậu, là một giáo xứ lớn thuộc giáo phận Long Xuyên, có bề dày lịch sử trên 100 năm. Hiện nay, giáo xứ có hơn 4.000 giáo dân cư ngụ rải rác trên địa bàn thành phố, đa số sống bằng nghề nông, một số ít làm nghề tiểu thủ công nghiệp, mua bán nhỏ và chăn nuôi, một số khác là công nhân viên chức, cùng chung sống và đồng hành với đồng bào thuộc nhiều tôn giáo và tín ngưỡng địa phương khác trên địa bàn thành phố. Người giáo dân Châu Đốc luôn ý thức sứ mệnh truyền giáo cao quý bằng một cuộc sống tốt đời đẹp đạo, thấm nhuần tinh thần, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. Qua những việc làm cụ thể và thiết thực đã có nhiều hiệu quả rất tích cực và lạc quan, đầy phấn khởi. Đã từ lâu, nhà thờ Châu Đốc được chọn làm trung tâm hành hương dâng kính Đức Mẹ Maria và hai thánh Linh Mục Phêrô Đoàn Công Quý và Emmanuel Lê Văn Phụng, tử đạo tại Châu Đốc ngày 31 tháng 7 năm 1859 và được phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Năm 2009, giáo xứ đã được phép mở năm thánh để mừng kỷ niệm trọng thể 150 năm ngày tử đạo của hai thánh và ngày 30, 31 tháng 7 hàng năm lễ kỷ niệm sinh nhật nước trời của hai vị thánh, quen gọi là lễ giỗ, được bà con trong vùng mừng kính hết sức trọng thể. Từ khi được thành lập đến nay, giáo xứ đã được chăm sóc bởi các vị mục tử đạo đức nhiệt tình và năng nổ, hết lòng với con chiên. Hiện nay, linh mục phụ trách nhà thờ giáo xứ Châu Đốc là cha sở Phêrô Nguyễn Tấn Khoa. Bỏ qua những bộn bề của cuộc sống thường nhật, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã chuẩn bị tươm tất các điều kiện cần thiết để chào mừng mùa Noel mới. Những ngôi nhà với những hang đá, cây thông Noel, lồng đèn lung linh được bà con trang hoàng hết sức tỉ mẩn, thể hiện sự tôn kính với Chúa Giê-xu. Mọi năm thì bắt đầu từ cái đầu tháng 12 là mình chuẩn bị dây đèn với những cái bao mà để mình chuẩn bị làm hang đá mừng Chúa Giáng sinh. Dạ. Rồi thì bắt đầu từ đầu tháng 12 mình chuẩn bị cho tới khoảng 18 tới 20 là mình hoàn chỉnh cái hang đá. Rồi treo những cái đèn ngôi sao đồ lên. Đó, rồi để mình ăn mừng lễ bữa 24 25. Dù mỗi người mỗi việc, nhưng tất cả bà con giáo dân đều có chung một mục đích là mong muốn được đón một đêm Giáng sinh thật vui vẻ, an lành và nhiều ý nghĩa. Và có lẽ Giáng sinh năm nay của bà con giáo dân ở thành phố Châu Đốc sẽ vui hơn, bởi tất cả những mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra trong năm giáo xứ Châu Đốc đều đã hoàn thành xuất sắc. Chúng tôi rất mong muốn rằng cái Giáng sinh năm nay được mọi người và người con chiên trong họ đạo được ngoạn nồng khỏe sát, tức là mọi người được gặp sự may mắn trong cái một cái năm mùa Giáng sinh để đón chào mừng Chúa sinh ra đời, để mà làm lo cho gia đình, cho hạnh phúc gia đình, cho cái họ đạo sớm làng được gặp mọi sự vui vẻ tốt đẹp. Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng đại của đồng bào Công giáo mà đã trở thành ngày hội của tất cả mọi người. Mặc dù có những gia đình không theo đạo Thiên Chúa, nhưng mỗi dịp Noel về,
mọi người đều cảm thấy chung niềm vui với những gia đình giáo dân ở đây. Các gia đình không phân biệt lương giáo cùng chung niềm vui trong ngày lễ lớn, cùng đến nhà để chúc mừng nhau tổ chức các bữa tiệc gia đình ấm cúng vào dịp Giáng sinh. Trong khi đó, các cửa hàng kinh doanh đồ trang trí, đồ lưu niệm cho dịp lễ này tại thành phố Châu Đốc cũng đang sôi động với số lượng người mua tăng dần. Theo nhận định của các chủ cửa hàng, thị trường Noel năm nay khởi động chậm hơn so với mọi năm, nhưng có nhiều khởi sắc, số lượng hàng các cửa hàng nhập về bán cũng tăng so với năm trước. Những mặt hàng cho mùa Giáng sinh năm nay khá đa dạng về màu sắc chủng loại, được bày bán khắp các tuyến đường của thành phố. Bên cạnh đó, hòa vào không khí với bà con giáo dân, đạo hữu đang chào đón một mùa lễ Giáng sinh với nhiều ước vọng. Chính quyền và các tổ chức mặt trận đoàn thể của thành phố Châu Đốc cũng đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, chia sẻ niềm vui với bà con giáo xứ nhằm phát huy hơn nữa tình yêu thương đoàn kết trong cộng đồng lương giáo trên địa bàn. Chính vì vậy, niềm vui lại càng được nhân đôi với những món quà ý nghĩa trao tay trong dịp lễ Noel. Và khi Noel về, cùng tiết trời mùa đông se lạnh của những ngày sắp chia tay năm cũ 2019 và đón chào năm mới 2020, mọi người lại náo nức chờ đón một mùa Giáng sinh tràn ngập niềm vui, an lành và hạnh phúc. Người dân khắp nơi đang cùng chung tâm trạng nô nức hân hoan đón chào đêm Giáng sinh, đặc biệt là đồng bào giáo dân ở các xóm đạo cả nước nói chung và đồng bào giáo dân ở các xóm đạo thành phố Châu Đốc nói riêng. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, tim đêm ta xin ở trên bát hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáng đường vang lên. Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười. Ngày Chúa sinh ra đời, nào ngần nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà. Từ thành phố hay đường quê, muôn nơi vui tiếng hát ca vang lên. Chương trình thời sự của Đài truyền hình thành phố Châu Đốc hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.